Dạ, hello mấy bà gò layer nhé. Ở video trước thì tôi đã kể cho anh em nghe xong một nửa câu chuyện của Killer The Ray. Thì tôi sẽ tóm gọn lại nội dung ở phần 1 cho anh em nhớ. Đó là Philip vì nội chiến mà đã mất hết tất cả người thân, bao gồm cha, mẹ và bà ngoại của mình. Thì cũng ngay lúc Philip cũng sắp chết do kiệt sức, thì Philip gặp một người phụ nữ tên là Funaya. Cô này thì có đi cùng thêm một vài đứa trẻ khác nữa. Funaya muốn Philip phải sống để làm nhân chứng sau này. Vì vậy nên Philip đã cố gắng tiếp tục sống và đi theo Funaya. Và họ đã tới được một căn nhà hoang. Đó, nguyên phần một mười mấy phút tóm gọn là nhiêu đó thôi. Rồi, giờ chúng ta sẽ không mất thời gian nữa mà tôi sẽ kể tiếp phần 2 của câu chuyện này nha. Let's go. Cháu ghét mùi dầu hỏa lắm. Funaya gật đầu đồng ý với Philip. Đó không hẳn là cháu ghét dầu hỏa, mà đúng hơn là cháu ghét những thứ gắn liền với nó. Nikki nhìn Funaya và hỏi tại sao bọn người đó lại đốt cháy mọi thứ. Funaya không trả lời và có lẽ cô ấy cũng không biết. Philip quay sang Funaya. Họ đang đốt bằng chứng. Nikki và Chika nhìn Funaya. Funaya gật đầu. Philip nghe thấy giọng nói của bà của mình. Cái chết và sự hủy diệt này giúp cho những tên ác quỷ đôi lúc người kiếm tiền. Philip nghiến răng và trả lời bằng giọng đầy căm phẫn. Tất cả chúng phải chết, những kẻ đã ra tay giết người và những kẻ kiếm lợi từ việc đó. Funaya nghe thấy, nhìn chằm chằm vào Philip. Philip, cháu đừng nói những điều như vậy. Bọn chúng đang cố gắng lấy đi nhân tính của chúng ta. Đó là thứ bọn họ không thể lấy được trừ khi chúng ta đưa cho chúng. Philip cảm thấy mặt mình cứng lại. Cháu không muốn nghe thuyết giáo. Cái cháu muốn là gia đình trở lại. Cháu muốn bọn người xấu phải trả giá cho những gì bọn chúng đã làm. Funaya đặt tay lên vai cậu. Cầu xin các vị thiên sứ hãy trợ giúp cho chúng tôi sống sót để làm nhân chứng. Philip nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định khi đêm đang lớn dần. Cháu thà cầu nguyện với thần chết mà được thấy bọn người đó phải trả giá. Gì mà hãy tha thứ và sẽ được tha thứ chứ. Cháu không thể. Cháu ghét bọn họ. Làm sao bọn họ có thể nhận tiền để làm những việc như vậy chứ? Sẽ có công lý, Philip. Họ sẽ không thể thoát khỏi tội ác của mình. Philip không nói gì cả. Cậu im lặng, bởi vì giống như bố, cậu tin rằng những kẻ có tiền, những kẻ đủ tiền để thuê những tên giết người bằng ngần ấy lượng dầu hỏa thì cũng sẽ có thể dùng tiền để thoát khỏi bất kỳ tội ác nào mà chúng muốn, thậm chí là tội giết người hàng loạt. Funaya có thể cầu xin cho lòng thương xót bao nhiêu tùy thích, còn cậu, cậu thà cầu nguyện cho sự báo thù. Những kẻ kiếm lợi từ việc thảm sát này còn tồi tệ hơn cả súc vật. Nếu cậu sống sót, nếu cậu thoát được khỏi địa ngục thiêu đốt này, cậu chắc chắn sẽ trả thù. Nhưng Philip không thể nói những suy nghĩ đen tối này với Funaya. Funaya luôn nói rằng lấy oán báo oán không phải là cách, rằng nợ máu trả bằng máu sẽ khiến cho thế giới trở nên mù mịt và chìm vào màn đêm bất tận. Thế giới mù mịt sao? Thế giới bây giờ vốn đã mù mịt với những gì đang xảy ra với cậu rồi. Giờ có khác gì địa ngục trần gian chứ? Tuy nghĩ vậy, nhưng trong một khoảnh khắc, Philip nghĩ có lẽ Funaya đúng. Có thể báo thù không phải là giải pháp. Có thể một ngày nào đó, thế giới sẽ thức dậy khỏi sự thờ ơ và mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ những người như cậu. Tối đó, Nikki trao lại cho Philip chiếc chuông. Đến lượt Philip phải canh gác đêm nay, nhưng do cậu đã không ngủ trong nhiều ngày, mí mắt của cậu có cảm giác nặng như đá. Philip ôm chiếc chuông và nhắm mắt lại. Cảm giác mới chỉ như một phút trôi qua.
Philip thức dậy trong cái nóng của buổi sáng. Cậu có linh cảm chẳng lành. Philip đứng phắt dậy và tìm kiếm mọi người. Cậu tìm thấy một mảnh khác. Cậu cũng không chắc nữa. Rồi Philip nghe thấy tiếng ai đó đang rên rỉ. Cậu tìm kiếm và phát hiện ra Funaya không chết, nhưng đang chết. Cô bị cứa từng đường gân, đang quằn quại trong đau đớn. Người của cô được bao phủ bởi một thứ gì đó vàng quánh. Mật ong. Bọn họ đổ mật ong lên người của cô. Và trên đó có hàng triệu con kiến độc màu đen lúc nhúc đang bơi lội trên những dòng suối màu vàng và đỏ chảy ra từ vết thương của Funaya. Những con kiến đó bò dưới da của Funaya và đang ăn tươi nuốt sống cô ấy. Philip quỳ xuống bên cạnh của Funaya, cố gắng phủi chúng đi nhưng không có ích gì cả. Chúng ở khắp nơi. Funaya thều thào, cô phun ra máu khi cố gắng nói, nhưng lưỡi của Funaya không còn nữa. Và tất cả những gì phát ra chỉ là những âm thanh mờ đục, yếu ớt. Philip quỳ xuống trước Funaya. Cậu không biết phải nói gì hay làm gì. Cháu ngủ quên mất. Cháu xin lỗi, rất xin lỗi. Nhưng bây giờ 1000 lời xin lỗi cũng không giúp ích gì được nữa. Xin lỗi không loại bỏ kiến hay mang trở về những đứa trẻ mà Funaya đã bảo vệ. Trong nỗ lực cuối cùng, Funaya dùng ngón tay viết từng chữ trên đất. Cô tha thứ. Philip nhìn vào những dòng chữ của Funaya một lúc lâu. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi cậu đưa tay lên mặt cô. Funaya nhắm mắt lại và chờ đợi sự đau khổ của mình kết thúc. Philip không muốn điều đó, nhưng cậu phải làm. Philip nhắm mắt lại và đưa tay vuốt mắt xuống mũi và miệng của Funaya. Và chỉ trong một khoảnh khắc, cậu như đã trở thành thiên thần của lòng thương xót, thiên thần mà Funaya ngày đêm cầu nguyện. Philip đi vào một ngôi làng hoang tàn, bốn bề bóng đêm bao phủ. Chợt cậu nhìn thấy một tên, không đúng, mà là một đám những tên giết người. Có lẽ chúng là những kẻ đã giết những người thân của cậu. Có lẽ chính những kẻ đó đã giết bà ngoại và bố mẹ của cậu. Xuống địa ngục là quá nhẹ với những tên quỷ dữ này, những kẻ nhận tiền để giết người. Bọn chúng đang nấu thứ gì đó trên bếp, cười và pha trò về những người mà chúng đã giết. Bọn chúng thản nhiên như thể những người đó là loài vật. Không, còn thua cả loài vật. Người bình thường không ai lại đi tự hào về những việc như vậy. Philip cảm thấy bọn chúng giống như những con sói hoang dại, khát máu và không có tính người. Philip cảm thấy bóng tối như đang chiếm lấy trái tim của mình. Không còn trẻ con hay ngây thơ nữa. Bất giác, Philip nghe thấy giọng nói của Funaya. Hãy tha thứ và sẽ được tha thứ. Nhưng bây giờ Philip không muốn tha thứ và cũng không muốn được tha thứ. Philip muốn bọn chúng phải đau đớn như cách bọn chúng đã làm với những người thân yêu của cậu. Cậu muốn bọn chúng phải thật đau khổ vì đã cướp đi mọi thứ của cậu. Philip nhìn chằm chằm vào những kẻ đó. Cậu cảm thấy như dầu hỏa đang len lỏi vào trong huyết quản và sẵn sàng bùng nổ. Lấy oán báo oán thì thế giới sẽ chìm vào màn đêm vô định sao? Tốt. Philip để ý thấy những khẩu súng bên cạnh chiếc xe Jeep. Cậu có thể chộp lấy một cây và bắn tất cả. Nhưng Philip chưa bao giờ sử dụng súng và bọn họ có thể sẽ bỏ chạy. Philip nhìn thấy một con dao, nhưng những tên này thừa sức để chế ngự cậu. Hãy bỏ đi, Philip, bỏ đi. Nhiệm vụ của mày là phải sống sót để làm nhân chứng. Philip giằng xé với những suy nghĩ, nhưng sâu thẳm bên trong cậu chỉ muốn một điều. Cậu muốn tất cả bọn sát nhân kia phải chịu đau khổ và biến mất mãi mãi. Cậu muốn. Đúng,
lấy dầu hỏa và thiêu đốt chúng, khiến cho chúng chết giống như cách mà những người thân của cậu đã chết. Và trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc này, cậu chính là thần chết đầy ám ảnh ngự trị trong những đêm dài vô tận này. Rất nhiều năm sau, Philip giờ đã lớn. Anh đến Mỹ với ước mơ duy nhất là một khởi đầu mới. Philip rất vui vì được nhận vào làm việc tại Auto Haven Records. Tuy bề ngoài nó đơn giản chỉ là một bãi phế liệu nhỏ, nhưng thực ra phía sau có rất nhiều việc kinh doanh mờ ám, và cảnh sát thì đã bị hối lộ để làm ngơ với những điều đó. Philip không quan tâm. Philip đã thấy điều này nhiều khi còn ở quê hương, miễn là nó không dính líu đến mình. Philip cứ để mọi chuyện như vậy. Công việc của Philip là vừa sửa xe, vừa xử lý máy nghiền kim loại, là thứ mà anh làm rất tốt. Cứ một chiếc ô tô đi vào thì một khối kim loại nhỏ lại đi ra. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến ngày u ám đó. Philip tình cờ nhìn thấy một ít máu chảy ra từ một trong những chiếc xe chưa bị nghiền nát. Khi mở cốp xe, anh thấy một người đàn ông trẻ tuổi bị bịt miệng và trói với đôi mắt đầy hoảng sợ. Philip cởi trói cho anh ta. Nhưng người đàn ông tội nghiệp chỉ chạy được 10 bước chân thì ông chủ của Philip đã ngăn anh ta lại và cắt cổ anh ta. Philip bàng hoàng. Khi yêu cầu lời giải thích từ ông chủ thì ông ta nói với Philip rằng anh không hơn gì một tên đao phủ. Đa phần chiếc xe nào cũng có một người nằm trong đó, vì đây là dịch vụ đặc biệt mà bãi phế liệu cung cấp cho một số khách hàng có nhu cầu. Philip sững sờ. Hóa ra anh đã làm những việc của những kẻ giết người, những kẻ mà anh vô cùng căm ghét trước đây. Trong cơn giận dữ điên cuồng, Philip ném ông chủ của mình vào máy nghiền kim loại để nó từ từ nén lại. Khi phần đầu thò ra ngoài, Philip nắm lấy nó và kéo cả đầu và xương sống ra khỏi cơ thể ông ta. Rồi Philip bỏ đi. Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy anh ta nữa. Rồi, và tôi vừa kể cho anh em nghe xong phần 2, cũng là phần cuối cùng của câu chuyện về Killer The Ray. Như ở phần cuối là anh em có thấy là The Ray, hay gọi tôi gọi là Philip đi, gọi Philip đã giết ông chủ của mình. Và cái vũ khí hiện tại của The Ray nè anh em, là cái xương sống với cái hộp sọ, thì cũng chính là cái nó lấy từ của ông chủ nó ra nó làm vũ khí luôn ấy. Nó nghe rùng rợn ghê chưa?
Cái đó là một chi tiết rất là độc đáo của Doray mà nếu anh em không đọc cái lore thì có thể không biết. Ok, bây giờ video cũng đã dài rồi, tôi sẽ kết thúc video tại đây. Rất cảm ơn anh em vì đã dành thời gian theo dõi video. Bye bye tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video kế. Bye.